안녕하세요, Ren. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình cùng nhau tìm hiểu phần tiếng Hàn chủ đề. Chủ đề hôm nay sẽ là chủ đề ở tiệm tóc. Chủ đề này sẽ gồm có 85 câu có liên quan đến cái quá trình mà mình đi điện thoại đến tiệm hớt tóc, rồi mình đặt chỗ, rồi mình cắt, duỗi, nhuộm, uống, và thanh toán ha. mong là phần này sẽ giúp ích cho mọi người nha. Xin chào các khán nè, của tôi qua chùa khu quốc được lời chia Trước khi bắt đầu mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha. Xin chào các khán giả bắt đầu, đầu nha mọi người. Đầu tiên gọi điện thoại. Alo là tiệm tóc tên là King phải không? Dạ bố xéo. King Hair Shop bị Dạ xéo. King Hair Shop bị Dạ xéo. King hair shop gì yo. 여보세요. Alo, King ở đây là cái tiệm tiệm tóc ha. Hair shop là từ tiếng Anh thôi. Hair là từ hair của tóc ha. Còn shop này là chữ shop Thì mình sẽ có hair shop tức là tiệm tóc thôi. Rồi y chiếu. Chiếu cái đuôi chiếu này danh từ có bà chim thì mình thêm là y chiếu. Còn không có bà chim thì mình có là chiếu. Rồi nó mang nghĩa là phải không? Đúng không hả? Dẫu bố King heo sa bị Alo là tiệm tóc King phải không? Tôi đặt lúc 2 giờ hôm nay có được không ạ? À? Tức là tôi đặt chỗ Tôi đặt chỗ để hớt tóc lúc 2 giờ hôm nay có được không ạ? Ún ưl si e Ye yak khả nâng hạ chá Ún ưl si e yak khả nâng hạ chá 오늘 2시에 예약 가능하죠? 오늘 hôm nay 2시에 số 2 sẽ đọc là 2 à. 2시에 vào lúc 2 giờ 예약 là mình đặt hẹn à. 가능하죠? 가능하다 là có khả năng hoặc là có thể. 죠 vẫn mang nghĩa là chứ hoặc là phải không gì đó thôi ha. À. 오늘 2시에 예약 가능하죠? Tôi muốn cắt tóc. Không biết là có phải đặt

mình sẽ tách vế ra ha. Vế đầu tiên là muốn làm gì đó. Tôi muốn. ship shitta mới nghĩa là động từ ship shitta mới nghĩa là muốn cái gì đó ha. Chủ ngữ là tôi hoặc là mình hỏi người ta. Còn nếu đối với người khác thì mình sẽ là ship shippo ta đối với người thứ ba là bạn bè hoặc người khác muốn. Rồi, tà, -ta", da, taru mới nghĩa là cắt Mori, Mori vừa mới nghĩa là cái đầu vừa mới nghĩa là tóc luôn ha. Hoshi, Hoshi này mang nghĩa là không biết cái gì đó khi mình dùng trong câu hỏi ha. Tôi muốn cắt tóc nhưng mà không biết là ye kha này ó, là đặt a ta, mình có phải làm gì đó. Động từ a ha ta. Phải. Phải, ye kha ta phải đặt. Còn mình có cái đuôi nào, động từ uống ở đây chỉ mang nghĩa là lịch sự thôi ha. 혹시 머리를 싶으, 자르고 싶은데 예약해야 하나요? 내일 네, 네, 파마할 거예요. 내일 네, 파마 네, 파마 네, 네, 파마하다 uốn t ó 거예요. 세?

Ở đây mình tách vế ha. Mình có thể dịch từ đuôi lên và mình cũng có thể dịch từ cái vế à so vì trước vì cái vế ở trước này nên cái vế đứng sau này cũng được ha, tùy tâm thôi. Mình sẽ dịch vì nên cho các bạn thử nha. so vì cô ship hồi nãy có nói rồi muốn dễ yeah, đặt, đặt, đặt. Rồi, đặt vào cái thời gian nào đó, mình có thể dùng e hoặc có thể dùng euro luôn ha. Ở chỗ này mình thay mình dùng euro cho nó đa dạng cho mọi người. Mình có nhiều cách để mình dùng ha. Vào cái lúc là 아침, sáng, 일요일, chủ nhật. Nên tôi quá khứ đã làm gì đó cho. 드렸, gọi điện cho bạn đó. 일요일 아침으로 예약하고 싶어서 전화드렸어요. Không biết bây giờ có thể cắt tóc được không ạ? À? Ví dụ như mình điện thoại mà mình không biết là biết bây giờ có cắt được không, có khách không, tôi muốn đến liền ạ. 혹시 지금 머리 할수 있나요? 혹시 지금 머리 할수 있나요? 혹시 지금 머리 할수 있나요? Rồi, 혹시 hồi nãy có nói rồi, không biết là cái gì đó. Và 지금 thời gian bây giờ rồi thường sẽ đi từ đuôi trở lên à nài ố động từ cộng với nài ố lịch sự ứ real suita ở đây mình có cái ngữ pháp là động từ có bà chim thêm ư không bà chim real tách cái tà có thể hành động gì đó có thể làm gì đây mò đi ha tà mò đi ha tà thì nó sẽ đi chung một cụm làm tóc hoặc là cắt tóc luôn ha không biết là bây giờ có thể cắt tóc được không có thể làm tóc được không ạ à? 혹시 지금 머리 할수 있나요? Ngày mai có thời gian trống không ạ? Ví dụ như cái tiệm tóc đó thứ bảy chủ nhật nó rất là đông. Cái mình nói là ồ, oh, mai có thời gian trống không? Có thời nào gian trống nào không? Tôi để, để tôi đặt trước để cái giờ đó tôi tới nha. 내일 비는 시간이 있어요? 내일 비는 시간이 있어요? 내일 비는 시간이 있어요? 내일 ngày mai sau đó, có thời gian rồi thì mình sẽ đi từ đuôi lên ha. It's all. Có. Shigan, thời gian. Nien, mà. tà là trống. Mình có động từ. Nien, danh từ. Đó là định ngữ của động từ thì hiện tại ha. Mình sẽ dịch từ đuôi lên. Danh từ, mà, động từ. Thì lúc này là, ngày mai có thời gian trống không ạ? À? Niel, pinen sigan inna yo? Hoặc là, it's Nil, so. Niel, pinen cắt tóc thì mất bao nhiêu phút ạ? À? mất bao nhiêu lâu ạ? À? tức là mình cắt tóc của mình á, mình ví dụ như mình vô mình cắt tóc, ừ, cắt tóc này mất bao nhiêu phút vậy? 머리를 자르는데 몇 분이나 걸리나요? 머리를 자르는데 몇 분이나 걸리나요? ở đây là in nhiên đề trong trường hợp này là vào cái việc gì đó, vào cái việc mà đưa là cắt bỏ đi cắt tóc thì 몇분 Miết là mấy hả? Pun là phút hả? Ina cái trường hợp danh từ cộng Ina đến tận đến bao nhiêu phút ạ? Kolina, Kolida mất mất tốn này ố lịch sự. Bởi đi để trả lời để Ina Cắt tóc thì mất bao nhiêu phút ạ? Tôi định hủy lịch đặt hẹn hôm nay. Ví dụ như là mình hẹn rồi, mình đặt rồi nhưng mà mình có việc thì mình nên gọi điện để mình hủy ra để cho người ta chọn

không có bà chim thì mình sẽ đi với bỏ chữ ư đi do u HÀ ta thôi và trong trường hợp này khi mà nói trong văn nói thì thường người ta sẽ cắt tới cái cô thôi ư rio cu và lịch sự người ta thêm chữ vô vô ha hay là do cu vô tức là định ha cái người nói định làm gì đó chi so à ta, hủy bỏ về yeah. hủy bỏ cái cái lịch hẹn hoặc cái lịch mình đã đặt ha 오늘 예약을 취소하려고요 tôi gọi điện thoại để đặt hẹn ngày mai ví dụ như mình đặt hẹn ngày mai thì mình có thể nói là để dễ dắt khai đầu cụ nói sợ để dễ dễ nó là né như cái câu mình đã học tuy nhiên là nó sẽ có cách thiện khác ha thời gian để sau đó không có gì hết thì chủ ngữ sẽ là tôi ha mình đi từ đuôi lên 전화했어요 nói đã gọi điện thoại ư đò cu ư đeo cu mà đứng ở giữa câu và theo sau là một phế khác thì mình sẽ dịch là có bà chim ư cu không bà chim đò cu với nghĩa là để ha làm cái hành động phía sau để mà cái hành động phía trước thì tôi đã gọi điện thoại để mà dễ dắt để mà đặt lịch hẹn để dễ dắt tôi đã điện thoại để đặt lịch hẹn ngày mai ha Thật đại hẹn hai mai. Đây mình sẽ dịch cuối cùng hay sai câu này nha. Thời gian làm việc như thế nào ạ? À? Ví dụ như cái tiệm tóc của nó làm từ mấy giờ đến mấy giờ mà cuối tuần nó làm như thế nào mình không biết thì mình cũng có thể hỏi câu này ha. Thời gian làm việc là như thế nào ạ? 영업 시간이 어떻게 되세요? 영업 시간이 어떻게 되세요? 영업 시간이 어떻게 되나요? Cũng được thế xe ở cũng được đều mang nghĩa là lịch sử ha dọn office again họ toky thuế này ó thời gian làm việc thì như thế nào chủ ngữ của mình là dọn office xe again là thời gian dọn góp là kinh doanh hoặc là làm việc hả họ khe này ó thì như thế nào họ khe này ó ngày hết hạn của cái phiếu quà tặng này là khi nào ví dụ như mình tới cái tiệm tóc đó rất là nhiều lần cái người ta cho mình phiếu quà tặng ha sử dụng giảm bao nhiêu phần trăm phần trăm á thì lúc này mình có cái đó sẽ gọi là coupon ha. Thì mình có cái coupon의 말기일 언제예요? Cái coupon의 말기일 Mình sẽ tách ở đây ha. Cái gì đó 언제예요 là khi nào thì mình dịch nguyên cái phần trên này rồi mình nói là khi nào là được ha. Il là ngày, 말기 là kết thúc á. Rồi e là của Coupon là cái phiếu quà tặng. đi là này. Cái ngày kết thúc của phiếu quà tặng này, ngày hết hạn của phiếu quà tặng này, 언제요? Là khi nào thế? ghi 만기일 언제요? Hôm nay tôi làm tóc cho bạn như thế nào đây ạ? À? Mình tới tiệm tóc rồi, bây giờ mình đặt rồi, bây giờ mình tới tiệm mình làm ha. 오늘 머리 어떻게 해드릴까요? 오늘 머리 어떻게 해 드릴까요? 오늘 머리 어떻게 해 드릴까요? Hôm nay 오늘 rồi đi từ đuôi lên à Ul rilkayo mà nghĩa là nhé nhỉ nha. Động từ có bà chim thêm ul. Không bà chim rilkayo nhé nhỉ nha. Rồi he từ đi ta. Mình có làm gì đó cho ai đó, ngữ pháp động từ a o Làm gì đó cho ai đó khi dùng kính ngữ lịch sự thay chu tà bằng thư đi tà làm gì đó chơi đó rồi làm cái gì đây bỏ đi rư hai tà cái này là chung một cụm mà bỏ đi rư là làm tóc đó ở tóc như thế nào hôm nay tôi làm tóc cho bạn như thế nào đây ạ ủa bỏ đi ở tôi cắt tóc cho bạn như thế nào đây có cái biểu hiện mà làm tóc như thế nào thì có một cái biểu hiện tương đương là cắt tóc như thế nào mori otoke 커트 해드릴까요? 머리 어떻게 커트 해드릴까요? Rồi mình có là ơi rìu cài ố giống ở trên, mang nghĩa là nhé nhỉ nha. Rồi à o từ đi tả làm gì đó cho. Thay vì ha tà mình dùng cut cái tiếng Anh là từ cut á, cắt á, thì người ta chuyển luôn, người hàng người ta dùng luôn từ lai like luôn à, cut thư luôn à. Ở như thế nào mà cắt cái gì đây? Mọi tôi cắt tóc cho bạn như thế nào đây ạ? À? 머리 어떻게 커트해 드릴까요? 머리 어떻게 커트해 드릴까요? rồi phần nào bạn thấy không vừa ý? phần nào bạn không không vừa ý? phần nào bạn không vừa lòng vậy á 어떤 부분이 마음에 안 드시나요? 어떤 부분이 마음에 안 드시나요? 어떤 부분이 Phần nào bạn không vừa ý, chủ ngữ của mình là 어떤 부분. là phần bộ phận ha, nào như thế nào? Gì? Bộ phận nào thì 안 들다. Ở đây từ gốc của nó là me 안 들다 là không vừa lòng, không vừa ý ha. Cộng với si mình có tính động từ có bà chim bỏ tà thêm ư si không và chim thì mình sẽ thêm chữ si thôi mang nghĩa là lịch sự thôi và nài yếu ở đây mình có đuôi đuôi lịch sự nữa thì lúc này là bà mê ảnh tư sinh này ở đây chữ tư tà có bà chim là r đó nên lúc này là mình theo quy tắc thì mình cộng ư si và r gặp ư thì ư mất nên lúc này còn ảnh tư sinh này nè thôi gặp ư ư mất à, chỉnh lại cái phần này chút xíu nha mọi người nè ở chỗ này á mình có là mã me an delta, đáng lẽ là cộng ư si. Ư si này Thì lúc này r gặp ư, quy tắc của chữ r ư mất. Sau đó r gặp n bờ sờ chữ sờ đứng sau này nữa, r mất luôn. Nên lúc này còn ảnh si này nha mọi người. Nên giảng không kỹ mất không mọi người bị phân vân nữa. Tiếp tục. Mẹ chi kha cô Tôi muốn dũi tóc. Tôi muốn dũi tóc thì mình sẽ có mẹ chi kha ta. 매직하다 là dũi 매직하다 dũi 하고 싶어요 tôi muốn dũi tóc 매직하고 싶어요 tôi làm kiểu nào cho bạn đây có thêm một cách nói của tôi làm kiểu gì cho bạn tôi cắt kiểu gì cho bạn là 어떤 스타일로 해드릴까요 어떤 스타일로 해드릴까요 어떤 스타일로 해드릴까요 rồi, mình có là ơ <laughs> ố cuối câu mà nghĩa nhé nhỉ nha. A o trida, he làm cho. Rồi, euro <laughs> bằng style là cái style tức là cái kiểu à, oton <laughs> kiểu nào? Tôi làm kiểu nào cho bạn đây? Oton style he trida ơ. Oton style he Mình học thật là nhiều câu để người ta nói câu nào mình cũng hiểu được ha. Phần tóc trên á làm thế nào cho bạn đây ví dụ như cắt tóc mình có cái phần lớp trên của mình và lớp dưới của mình lớp trong lớp ngoài trước sau thì lúc này phần tóc trên làm như thế nào đây? 윗머리 어떻게 해드릴까요? 윗머리 어떻게 해드릴까요? ở đây là phần tóc trên à? chỗ này mình sẽ đọc là Win chứ không đọc là 위 thưa. 윗머리. Tại vì chữ s ở đây khi đứng ở vị trí bà chia mình sẽ đọc là tờ theo sau là âm mũi mờ thì lúc này chữ tờ này sẽ đọc được thành chữ n nên mình đọc là in modi ạ. In phần trên của tóc. 어떻게 해 드릴까요? làm cho bạn. Thế nào đây nhỉ? Tôi làm cho bạn thế nào đây ạ? À? In modi 어떻게 해 드릴까요? 면도 하시겠어요? 면도 하시겠어요? bạn cạo râu chứ thì thường á bạn nam mà vô tiệm tóc thì có thể là cạo râu xong rồi gội đầu này nọ thì mình có đô 하 ta nghĩa là cạo râu ha cái đuôi si -so có bà chim ư si không bà chim si thì nó mình nghĩ kính ngữ thôi ha tôi làm bạn cạo râu chứ bạn muốn cạo râu chứ bạn sẽ cạo râu chứ 면도 하시겠어요, 이발만 해 주세요, 이발만 해 주세요, 이발만 해 주세요 Hãy cắt tóc cho tôi thôi ví dụ như là mình có mình chỉ muốn cắt tóc thôi ibalman hay chừa sẻ ở đây mình có ba cộng với ha ta ibarata cũng mang nghĩa là modder ha hoặc là modder tarata cắt ta mang nghĩa là cắt tóc mình có là ibal mỹ y hoặc là ibal ibal so này mỹ y sĩ ibal ibal cũng mang nghĩa là cắt tóc à cắt tóc cho tôi thôi mình có danh từ cộng với man còn với man mà nghĩa là chỉ gì đó tức là chỉ cần làm cái việc này thôi chỉ ba man hết cho sẹo bạn hãy làm gì đó cho 이거와 같은 머리 모양 해주세요 이거와 같은 머리 모양 해주세요 hãy làm tóc giống như cái này giúp tôi hoặc là hãy làm tóc giống như cái hình này giúp tôi ví dụ như mình đi tới tiệm tóc cái mình đưa cái hình lên cho người ta kêu oh, anh làm giống cái hình này giúp tôi nha 이거와 같은 모양 머리 모양 해주세요. 이거와 같은 머리 모양 해주세요. Rồi, đi từ đuôi nha. Tư sẽ hãy he cho ta. Mình có động từ ao cho ta làm gì đó, cho ai đó. Hãy làm cho tôi. Mò đi bộ ăn. Bộ ăn là hình dạng, mò đi là hình dạng của tóc, hình dạng của đầu. Khát tình. Khát ta mới nghĩa là giống à. Qua là với. Y gọi cái này. Đưa hình ra. 이거와 같은 머리 모양 좀해 주세요. 이거와 같은 머리 모양 해 주세요. Hãy cắt cho 막 không để 너무 짧지 않도록 해 주세요. 너무 짧지 않도록 해 주세요. i Hãy làm cho tôi mà thu rút để mà nó trái thà. Động tính từ bỏ tà thêm chi ăn thà mà nghĩa là không. Trái tà là ngắn. Nổ một chai tà quá ngắn ha. À. Hãy cắt cho tôi mà không cắt quá ngắn. Nổ một trái chi ăn Hãy gọi đầu cho tôi đi. Cắt xong mình muốn gọi đầu. Mỏ đi chùm khẩm cho chú xẻo. đi chùm khẩm cho chú hãy gọi đầu cho tôi mở đi chung khẩm cho chú xẻo áo cho xẻo hãy làm gì đó cho rồi mình có cái từ khẩm kia tà từ gốc ha mang nghĩa là gọi đó các bạn khẩm cho chú xẻo hãy gọi chung. mang nghĩa một chút một lát hay đi với cái ngữ pháp áo chú tà để giảm nhẹ cái sự mà sai sai bảo của mình lại ha rồi mở đi đầu hãy gọi đầu cho tôi một lát ạ à. lịch sử ha mở đi chôm khẩm cho chú xẻo tôi gọi đầu cho bạn nhé ví dụ người ta nói là tôi gọi đầu cho bạn nhé mình làm xong đó. có người thì không muốn gọi đầu có người thì muốn gọi đầu ở, ở tiệm rồi mới về lúc này mình người uh, cắt tóc người ta mới hỏi mình đó là tôi gọi đầu cho bạn nhé thì có thể hỏi là 머리 샴푸 해드릴까요 머리 샴푸 해드릴까요 머리 샴푸 해드릴까요 음 릴까요 nhé nhỉ nha à chu ta chứ đi ta làm cho shampoo ha ta shampoo là dầu gội ha shampoo ha ta là gội đầu luôn ha mở đi cái đầu tôi gội đầu cho bạn nhé mở đi shampoo 드릴까요, 머리 샴푸 해 드릴까요, mở đi shampoo 해드릴까요? hãy kéo thẳng bằng máy ép giúp tôi tức là máy mà ép tóc á mình muốn kéo thẳng tóc mình ra 고데기로 tê ghi ru pho chứ tê cụ đề ghi cho xẻo. Ở đây mình có ao o chú tà, làm cái gì đó cho ai đó. Mình có cái từ pho tà, từ góc của nó là pho ta Pho là mình có là <laughs> pho tà nó nghĩa là làm thẳng ha. Hãy làm thẳng cho tôi. Euro có danh từ có bà chim euro không bà chim mình sẽ cộng với chữ ro mà nghĩa là bằng ha. Bằng cái cụ đề ghi, cái máy ép tóc, cái máy kéo tóc ha. 고데기로 đế khí lùi biểu hiện tương tự ha chắc cái gì đó trước, thẳng, gian hoặc là mình có để nó mang nghĩa là mạnh mẽ hơn phía cái động sau, phía phía sau, ha trên, phía dưới, phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới, sau, thì được hơn không nhỉ tức là mình không biết là tóc cái kiểu mà cột hay là cái kiểu bới hay là cái kiểu thả thì đẹp lúc này mình có thể hỏi cái này ha mình sẽ tách ra đây ha mỏ đi truy đu mung kệ đã ơi cái ó mỏ đi truy đu mung nâng kệ đã ơi cái đi cái việc mà làm gì đó mình nhớ ở chỗ này phát âm mình sẽ phát âm là mung nâng không đọc là múc nâng ha bà chim là cờ theo sau nào mờ chỗ này mình đọc là ngờ muốn nâng ghế cột vụt tà là cột rồi mở đi trì ra đằng sau sau cái đầu á cột tóc ra đằng sau đầu sẽ là mở đi trì đô muốn nâng ghế mở đi trì đô muốn nâng ghế là ơi cái ố nạt tà cái từ nạt tà là tốt ha theo sau nó là ơi cái ố thì lúc này là siêu bị mất thành là nà ơi cái ô. thì tốt hơn hay không nhỉ thì được hơn không nhỉ thì đẹp hơn không nhỉ mình đều dùng 가운데 n 뒤로 묶는 게 나을까요? 머리 뒤로 묶는 게 나을까요? 곱닥라 사우 thì được hơn k h ô g nhỉ? 머리 푸는 게 나을까요? 머리 푸는 게 나을까요? 머리 푸는 게 나을까요? 샾닥 돼 được hơn không nhỉ? t h m n 머리 푸는 게 나을까요? 머리 푸다. Ở đây mình có là xóa tóc ha. Cái từ gốc của nó là tả tháo gỡ ra đó. Trong tóc thì nó mới nghĩ là xóa Nên ghé cái, cái việc mà làm gì đó, 머리 푸는 ghé việc mà xóa tóc ra thì lợi ố tốt hơn hay không nhỉ? Đẹp hơn hay không nhỉ? 머리 푸는 게 나을까요? 헤어스타일을 바꾸고 싶어요. Tôi muốn thay đổi kiểu tóc. 헤어스타일을 바꾸고 싶어요. 헤어스타일을 바꾸고 싶어요. 헤어스타일을 바꾸고 싶어요. 고 싶다. 몽 바꾸다 là thay đổi. Cái gì đó? Style là kiểu hair là tóc. Tôi muốn thay đổi kiểu tóc. Hairstyle를 바꾸고 싶어요. Tôi muốn làm móng tay hoặc là chăm sóc móng tay đó mình tới tiệm tóc thì thường nó sẽ đi kèm là dịch vụ làm móng tay ha. Thì mình có 손톱 관리 고 싶어요. 손톱 관리 받고 싶어요. 손톱 관리 받고 싶어요. 손톱 관리 받고 싶어요. 고 싶어요. 몸 받다. 안녕. 관리는 관리, 또는 챙쓰고. 손톱,톱은 손톱. 손톱 관리 받고 싶어요. 손톱 관리 받고 싶 손톱 관리 받고 싶어요. 손톱 관리 받고 싶어요. 손톱 관리 받고 싶어요. 손톱 관리 받고 싶어요. 손톱 관리 받고 손톱 관 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 tôi làm tóc cho bạn như thế nào để nhỉ cái này bị trùng một xíu ha tôi làm tóc cho bạn như thế nào để nhỉ 머리 đi ô tôc hét rỉ kayo mọi đi ô làm cái gì đó nhé nhỉ nha cho bạn ô tóc hét như thế nào làm gì body đi làm tóc cho bạn như thế nào để nhỉ 머리 đi ô Hãy tỉa tóc mái cho tôi một chút. Tỉa tóc mái cho tôi một chút. Ấm mơ đi, <laughs> chút cơm man, thả đưa mơ cho xèo Ấm mơ đi, chút cơm man, thả đưa mơ cho xèo Ấm mơ đi, chút cơm man, thả đưa mơ cho xèo Ấm cho làm gì đó cho. Thả <tôi> đưa đà từ gốc của nó là thả đưa đà mang nghĩa là mình tỉa. Ha? Mình tỉa, tỉa cho nó gọn lại đó. Chút cơm man, một chút thôi. Amori, chỗ này mình không đọc là áp Mori mà mình sẽ đọc thành ẩm Chữ áp khi phát âm nó là a bờ áp chứ không phải là áp Theo sau là Mori, mình có là quy tắc âm mũi, âm mũi, hóa âm mũi và chim là chữ bờ theo âm mũi n hoặc m thì lúc này cái chữ bờ sẽ bị biến thành chữ m nên mình đọc là ẩm Mori hả? ẩm Mori chốt cứng mạnh, 다듬어주세요. ẩm có thể cắt tới vai cho tôi được không? cắt đến vai thôi đừng có cắt quá vai hoặc là trên vai à? OK까지 okay 잘라 주실 수 있나요? Ok 잘라 주실 수 있나요? 어깨까지 okay 잘라 주실 수 있나요? rồi mình đi từ đuôi à? 있나요? 나요? này là đuôi, đuôi là sự. 을빨수 있다 động từ 을 có bà chim không bà chim đi <laughs> tách một cái su tách một cái ít có thể làm gì đó có thể she này là kính ngữ Thả la chu tả làm gì đó cho ai đó mình có thả la chu tả cắt cho ta gì đến ok là cái vai của mình ha ok ca gì thay la chu này lưu ý chỗ It này mình không đọc như vậy mà mình sẽ đọc là In ha hai chữ sờ theo sau nào mà thì lúc này mình đọc là in nào năm Ok cái năm 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 in năm năm Một đuôi đuôi bị hư tổn nhiều quá Cái đuôi của mình bị hư tổn Bị hư tổn năm ngọn này nọ Mình nói chung là bị hư tổn năm 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 mua năm nghèo năm năm đuôi tóc bị hư tổn nhiều quá mình có mò đi là đầu tóc ha kích là cái phần cuối cùng á phần cuối cùng của tóc sẽ là đuôi tóc ha mò đi kích trí, nổ muốn xa nghèo xa nga tà mình có thối rửa hư hỏng và trong trường hợp tóc thì mình có thể dịch là hư tổn giống như mình nói bình thường ha mò đi kích chi nổ muốn xa nghèo hãy cắt phần cuối tóc giúp tôi hoặc là hãy tóc cắt cái phần đuôi tóc giúp tôi

hãy cắt phần cuối hoặc là phần đuôi tóc bị hư tổn giúp tôi phần này mình sẽ làm dài hơn chút mình sẽ nói thêm cái phần tóc bị hư tổn vô hay vô đây sang anh mở đi kết bù bù nè chảy ra cho xéo sang anh mở đi kết bù bù nè chảy ra cho xéo sang anh mở đi kết bù bù nè chảy ra cho ở đây mình đi từ đuôi ha ư ừ xéo hãy chảy là cho đá cắt cho phụ buồn cái phần bỏ đi kích phần đuôi tóc hoặc cuối tóc mà bị sang tà bị hư bị hư tổn sang anh bỏ đi kích phụ buồn này chạy ra cho xéo hãy tỉa tóc giúp tôi ngoài cái tỉa tóc hồi nãy mình có thả tư mo chu tà thì mình có một cái dạng khác ha sút chôm cho 좀, cho xéo sút chôm cho cho xéo sút chôm cho cho xéo từ sút si cũng mang nghĩa là tỉ tóc hả? À, ta làm gì đó trời đó, hãy tỉ tóc giúp tôi. Xuất tâm sao cho sẹo, xuất Hãy tỉ tóc một chút xíu giúp tôi ạ. Bây giờ mình sẽ nói cái câu của mình nó dài hơn một xíu vẫn cùng nghĩa ha. chắc 살짝만 다듬어 주세요. 머리 살짝만 다듬어 주세요 sai chắc mình thả tôio rồiưaẹ hãy thả đưa mô nãy mình có tỉa tóc tỉa lại thì mình sẽ có thả tôi ta ha sai chắc mạnh man này má nghĩa chỉ thôi còn sai chắc một tí xíu thôi cái gì đó sai chắc chứ là một cái khoảng cách nhỏ thôi hả mở đi tóc hãy tỉa tóc một chút xíu giúp tôi Mở đi sai chắc mạnh thả tư the tóc mái bị bị hơi trẻ ngọn bị hơi trẻ ngọn ạ à. tóc mái của mình bị hơi trẻ ngọn ha à. dũi nhộm nhiều quá bị chẻ ngọn ẩm mơ đi chung khả la cho sợ ẩm mơ đi chung la ẩm mơ đi mình sẽ có ẩm mơ đi hồi nãy có nói rồi cái phần mà mái phần tóc trước ha à. một chút 갈라지다 la bị bị trẻ ra, bị tách ra, bị chia ra, khai la gì đã chia quá khứ vì nó bị trẻ ngọn rồi ha. Ẩm mơ đi trong la Tôi định làm ngắn phần đuôi tóc. Tôi định làm ngắn phần đuôi tóc ha. Tôi định làm ngắn phần đuôi tóc tức là mình định cắt ngắn phần đuôi tóc. Ờ, phần cắt ngắn này đó là có thể là cắt cắt dạng như muốn tút ha ta muốn tút thì làm ngắn gọn ha. Cứ tôi 뭉툭하게 하려고요. 끝부분을 뭉툭하게 하려고요. 끝부분을 뭉툭하게 하려고요. 으려고요. có nói rồi định làm gì đó ha. kê làm cho làm cái gì? kết 부분. Đây là động từ ha. Thì lúc này mình sẽ có là làm cho cái phần mà cuối tóc là đuôi tóc ha. Muốn Nó là một cách là muốn ngắn lại ha. Tôi muốn định làm ngắn cái phần tóc lại, tôi định cắt ngắn cái phần tóc lại mình có thể sử dụng câu này luôn ha. Kết 부분을 뭉툭하게 하려고요. Tôi muốn cắt phần bị hư tổn, tức là tóc hồi nãy mình nói bị hư tổn mình muốn cắt cái phần đó thôi. 상한 부분을 자르고 싶어요. 상한 부분을 자르고 싶어요. 상한 부분을 자르고 싶어요. Tôi muốn cắt cái phần tóc bị hư tổn cố xíp ta muốn chà rơ ta cắt bộ phận phần sang a ta hư tổn two block cut hãy chú ý nhé two block two block cut hãy chú ý nhé hãy cắt cái tóc hai lớp giúp tôi thường thường á tóc tâm boy tóc ở trên nó dài cắt một cái đầu mà trên dài xong dưới mình gạo mình gạo mà ngắn mấy phân thì đó sẽ gọi là two block cut. Two block tức là hai lớp. Cut, cut ngoài cái chữ cắt á nó nghĩa là cut to. thì mình có thể nói ngắn lại là cut. Cut luôn à. hả? 해 Hãy cắt cho tôi. Hãy cắt tóc hai lớp cho tôi hoặc hãy cắt tóc tomboy boy mà hai tầng cho tôi hả? À. Two block cut 해 주세요. Two block cut 해 Nè, Phần này mình sẽ làm 40 câu đầu còn 40 câu sau có liên quan đến nhuộm nè. Rồi có liên quan đến những cái phần còn lại là uống và tính tiền thì mọi người mong là mọi người sẽ có được cái phần mà hữu ích cho mình khi mình coi cái phần này nha. nè, chỗ khi các mình kéo nếu có thắc mắc hoặc góp ý cho video mọi người nhớ để lại comment bên dưới mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất anh nha